bật mí bí quyết về sai về số do bụng nhậu. Chị khách này kể lại, đợt rồi chồng chị tối ngày phải nhậu nhẹt tiếp khách bên ngoài, nên là sai bụng nhiều khi nó cũng giãn nở ra nhiều lắm em ạ. Mà hôm bữa mẹ có mách cho uống lá ổi khô đi là nó đỡ liền. Mà nhà chị ở thành phố, chả biết tìm lá ổi đâu cho ổng uống bây giờ. Nên chị lên mạng tìm các bên phân phối loại trà này, thì có biết đến trà lá ổi Cầu Si. Chị thấy ở đây shop có tận 21.000 lượt bán mà toàn là đánh giá 5 sao. Chị cũng là khách hàng khó tính, nhưng cũng bị thuyết phục, bởi uy tín quá mà. Có giấy chứng nhận FDA Hoa Kỳ này, rồi tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000-2018, lượt bán cao. Độc bản thành phần cũng toàn là lá ổi sấy khô thiên nhiên, không đường, không chất phụ gia, nên cũng mua cho ổng dùng thử. Uống được 2 tuần thì sai bụng chồng giảm đi vài xăng, rồi cảm giác cơ thể bớt nặng nề, tinh thần thoải mái nên ổng cũng vui với vợ con lên hẳn. Chị cũng mừng. Đó là câu chuyện của chị khách nhà em. Mọi người quan tâm sản phẩm thì bấm vào giỏ hàng nhà Go See nha. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lưu ý, hiệu quả của sản phẩm sẽ tùy thuộc vào chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và cơ địa của mỗi người.